lạc quan. Em thích đi từ thiện, em có thể hát, em có thể làm MC, em có thể pha chế. Mình trẻ thì mình vui vẻ, mình đẹp đẽ thôi, nhưng mà nhiều người tại nhìn mình á là cảm nhận mình không chững chạc. Mời bạn nam. Mời bạn nữ. Bây giờ em giới thiệu về mình đi. Lời đầu tiên xin cho em được gửi lời chào trân trọng cũng như là gửi hết tình cảm yêu thương của em đến chị Cát Tường, anh Quyền Linh cùng toàn thể quý vị khán giả đang theo dõi qua chương trình trực tiếp cũng như là qua màn ảnh nhỏ. Gửi lời chào đến một nữ yêu hư bên kia. Rồi, cảm ơn em. Dạ, em tên là đầy đủ là Phan Thị Xuân Lộc. Năm nay em 33 tuổi rưỡi. Công việc của em hiện tại là em buôn bán, kinh doanh online tự do, quần áo, mỹ phẩm, nước hoa, mắt kính, em bán khô gà, cơm trái. Coi như kinh doanh tất tần tật. Dạ, tất tần tật. Bách hóa tổng hợp là kiếm dạ, em. Dạ, lao động là vinh quang. Em sinh ra lớn lên tại thành phố Hồ Chí Minh, hiện tại em ở quận 11, thành phố Hồ Chí Minh. Rồi, mời bạn trai. Dạ, em chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường và quý vị khán giả. Dạ, em tên là Danh Dễ. Dạ, em năm nay là 31 tuổi. Anh làm công ty ở Đồng Nai, quê em ở Kiên Giang. Ví dụ như xa nhau vậy thì tụi em hẹn hò như thế nào, có ngại không? Dạ cũng bình thường chị, nếu mà yêu cầu bạn gái thì em cũng qua được mà chị. Cũng gần mà. Ủa, chỗ nào thì đoạn nào em phải chủ động chứ sao bạn dạ. gái chủ động được anh. Ý ảnh là em muốn chừng nào anh tới chừng đó. Dạ, bất kể ngày đêm. Công việc là gì, bên đây thì Tường chưa nghe rõ ha. Dạ là làm công nhân nhưng mà là làm lái xe chị. Lái xe nâng chị, nâng hàng chị. À, em lái nghe xe, là nâng. Xe tăng. Xe tăng đầu lái em. Xe mình làm việc là giờ hành chính hay sao em? Dạ em làm hành chính không chị, 8 giờ làm em, 5 giờ em về chị. À, điểm mạnh điểm yếu của em là gì em gái? Em năng động, em sống lạc quan, em thích đi từ thiện. Em có thể hát, em có thể làm MC, em có thể pha chế, em có thể nấu ăn. Tính em thì rất là trẻ con. Có thể là cái tuổi so với lại cái tính cách nó hơi bị trái ngược nhau. Mình trẻ thì mình vui vẻ, mình đẹp đẽ thôi, nhưng mà nhiều người tại nhìn mình á là cảm nhận mình không chững chạc. Ai người ta hiểu mình thì người ta sẽ dạ, đúng rồi. Chia sẻ và sẽ chấp nhận mình dạ, thôi. Nói chung không cô gái hết. Em bên kia là một cô gái rất là năng động ha, rất là giỏi trong cái việc kinh doanh, rồi á là biết quan tâm mọi người, biết tham gia những cái chương trình xã hội thiện nguyện như vậy tốt rồi. Có những cái ưu điểm gì, khuyết điểm gì em trai? Em ưu điểm chắc em không có anh. Tài lẻ gì không? Không, chắc không. Không có luôn. Dạ. Có cái tật xấu gì không? Tật xấu chắc nhiều quá. Hơi cọc anh. Nói chuyện bên kia là phải nói chuyện là dễ nghe, nhưng mà đừng có nói chuyện mà khó nghe. Khó nghe. Khó nghe làm cọc liền đó, hả? Dạ. Bạn gái bạn đã trải qua mấy mối tình rồi? Thật sự ra không gọi là mối tình nữa. Tại vì tính em ngay từ đầu em chia sẻ là em trẻ con quá. Ừ. Mọi người thích em cũng cái điểm bắt đầu, nhưng mà mọi người lại không thích em cũng từ cái điểm bắt đầu đó luôn. Hết bạn trai. Em có mấy mối tình rồi? Cũng có một mối tình anh. Năm em 22, 23 tuổi đó anh. À. Em học xong cấp 3 là em đi lính. Đi tới 2 năm rưỡi lận. Đó, rồi cô đó nói chắc không được. Vậy thôi hả? Sao nó nhạt nhòa chóng vánh quá vậy? Trời ơi, nó coi vậy đâu có được. Em muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào hả? Dễ. Dạ em rất là dễ anh. Hiền hậu, kính trên nhường dưới đó anh. Dạ anh ơi, không có hiền hậu mà hơi tăng tăng được không anh? Đó cũng được, có sao đâu. Bên đây lớn hơn bên kia 2 tuổi phải không? Dạ em bình thường chị ơi. Ta nói dễ, rất dễ mà. Cái gì cũng được đúng không? Dạ được hết. Trời ơi dễ quá, nhưng mà sao không ai chịu kỳ vậy ta? Dạ tại vì em làm công ty là nam không chị ơi. Bên đó là dễ ẹt à, còn bên sao mình cũng được hết. Mình có đưa ta tiêu chí gì không? Em chào anh gái. Chào anh Quyền Linh. À em có món quà gửi tặng anh Quyền Linh. Trời ơi, mới qua có quà rồi ha. Dạ, anh nổi tiếng rất là nhiều trong phim Đồng Tiền Xương Máu. Cảm ơn em nhiều nha. Dễ thương quá. Vấn đề chỗ là em muốn cái người đàn ông như thế nào? Cho em được ước muốn thì em thích người đàn ông của em mạnh mẽ. Mạnh mẽ, anh này mạnh khỏe luôn. Em cần một bầu vai. Vai chắc luôn. Biết yêu thương mọi người, biết chia sẻ. Có không? Và phải có cái tâm. Cái tâm dạ. Tốt ha. Yêu thương em cũng như là yêu thương ông bà cha mẹ của em. Được không con trai? Dạ được. Có cái điểm nào em không thích? Đừng có lừa dối em. Rồi, để chị dạ. qua chị coi thử coi. Đúng rồi chị Tường. Ở xa vậy, thí dụ như Bắc Rễ được không? Dạ không, cái này em theo chồng thì được. Xuất giá tầm phù ha. Ở bên đàn trai hơi rám nắng. Trời, rám quá.
Quá rám luôn. Hiện tại là làm ngoài nắng không hả? Hồi nhỏ lớn là em vậy đó chị. Vậy đó hả? Dạ. Nãy tôi tính nói mới đi quân trường 5 rưỡi đen đen chứ đó vậy vậy đó hả? Dạ. 21 lấy nhau về thì mình có cần làm dâu không em? Thì em cũng dễ lắm mà, bên nào ở cũng được mà. Giờ bây giờ nếu mà hẹn hò nhau thì hẹn sao? Đừng nó cũng dễ luôn nha. Giờ em lên bạn gái là em thăm bạn gái được bao lâu được lần? Thì là do bạn chủ động thôi. Chủ nhật là em rảnh. Đó, nếu mà rảnh thì em chạy lên em thăm. 4 cái chủ nhật? Dạ. Đi vậy chắc đen dữ nữa. Hôm nay em gái đi với ai? Dạ thưa chị, em đi với lại các cô trong nhóm từ thiện và những người bạn thân của em. À rồi. Dạ. Xin chào Huyền Linh, dạ. Xin chào chị Cát Tường. Mình là cô của Xuân Lộc. Chuyện mà đi từ thiện đó là lúc nào cũng có Xuân Lộc hết đó. Rễ nhìn thì rất là chân thật. Với lại được một cái là cao, to. Cái đó là đàn ông như đó là đủ chuẩn rồi. Ở xã hội này kiếm một cái người chân thật rất là khó. Chú rể đó thì ít đi ra ngoài tiếp xúc với mọi người thì có vẻ như là chưa có thông suốt và nói chuyện cũng chưa có chuẩn. Nhưng mà mình tin rằng với Xuân Lộc thì cái chuyện mà Xuân Lộc sẽ bổ sung những khuyết điểm của chú rể này đó thì rất là tốt. Mình mong cho cháu và cậu thanh niên này đó có cái kết quả tốt đẹp. Cảm ơn cô. Thôi bạn trai hôm nay mình đi với ai? Dạ em đi con mình anh. Một mình hả? Tội nghiệp không? Ở dưới quê thì em có mấy anh em? Dạ có 2 anh em, em thứ 2. Còn đứa em kia là? Em gái. Em gái đang làm gì? Em gái ở dưới quê mà làm cũng làm công ty anh. Ba mẹ em ở nhà không anh? Là làm ruộng á. Nếu như cái cô gái bên kia cũng đủ bản lĩnh, ví dụ giờ cậu bán hàng online em ship hàng được không? Được, đó dễ mà. Này ship được à, chạy ngoài nắng cũng được, hợp lý lắm mà. Lên phụ ha, bán hàng kinh doanh online là cần những người thân tín để đi giao hàng, đi ship hàng đúng không em? Nói chung thấy tội lắm ha. Một thân một mình ở thành phố này, xa gia đình bao lâu mới về lần dễ? Năm về luôn anh. Nhớ nhà không dễ? Ba mẹ khi nào gọi điện lên thăm không? Thôi, chia sẻ với dễ điều này, anh cũng đã từng xa nhà rồi. Mình hiểu được ha. Vấn đề giờ tìm được cái người cùng đồng hành để có thể quên đi những cái nỗi buồn đó ha, dễ ha. Rồi, thôi vui lên nào, cho anh tràng pháo tay cho dễ nào mọi người ha. Dễ rất là xúc động á. Thôi không sao cả ha, rồi. Mình mạnh mẽ lên đàn ông mà. Em có bạn bè thân gì không? Có ít lắm anh. Coi như anh là người nhà đi nha, có anh bên cạnh em. Dạ, rồi dạ. Xong, may mắn. Bây giờ chúng ta mở rào ra cho hai bên nói chuyện đi. Rồi, mở rào. Mạnh mẽ lên. Nào. Chào em. Thôi để em chủ động nha. Cố lên. Cố lên. Đó, đúng rồi. Dạ, xin lên. Phép gửi tặng anh món quà ha. Dạ, thì anh cũng gửi em món quà lại. Vỗ tay. Xin phép gửi tặng cho chị mà một diễn viên mà em yêu quý từ rất rất là lâu nay, chị Cát Tường xinh đẹp. Chị cảm ơn em. Cảm ơn chị Cát Tường. Chị cảm ơn em nha. Không khí nó hơi bị ảm đạm đúng không cả nhà? Mình thay đổi không khí được không ạ? Cho được. Em chàng vỗ tay nữa được không ạ? Xin cảm ơn. Em sẽ dẫn một cái chương trình dành cho thiếu nhi để cho mọi người trẻ trung lại được không ạ? Coi như đây thiếu nhi của em đó. Dạ giờ anh có thể trợ diễn giùm em luôn được không? Được. Bây giờ luôn. Anh là thiếu nhi nhí của em đi, MC nhí của em nha. Rồi anh đứng đi, tưởng tượng là đây là khán giả của mình ha. Em nói gì anh cứ cười thôi, ok. Dạ, dạ lời đầu tiên Xuân Lộc cũng như là bạn MC nhí dễ rất là hân hoan chào đón quý vị phụ huynh cùng với các bạn thiên thần nhỏ đã đến với chương trình Vườn Âm Nhạc trong số đặc biệt chào mừng ngày quốc tế thiếu nhi 1 tháng 6 ạ. Xin mời mọi người hãy dành những tràng vỗ tay thật lớn để cho chương trình Vườn Âm Nhạc được bắt đầu ạ. Bạn thân yêu ơi, nhanh chân ta đến nơi này, thăm vườn âm nhạc dịu khi và ly thu. Bạn thân yêu ơi, nơi đây là một sân chơi, bao điều mới lạ của âm thanh đất trời. Xin lỗi ạ. Cảm ơn bạn ạ, cảm ơn MC nhí. Dễ. Bye bye. Trời ơi, em làm gì em bắt tay người ta, cái ta đưa tay ra cái em rút tay ta lại. Bắt tay lại cái nào? Tay cái gì đó. Bình tĩnh cười rồi thấy không? Đẹp trai thì hơi đen chút thôi.
Không sao chân á, chân thành lắm. Rồi, chúng ta nói chuyện cứ nghĩ sao nói vậy, không sao chân hả, dễ ha. Dạ dạ. Anh có thấy thoải mái hơn chưa? Cười nãy giờ cười cũng nhiều đúng không ạ? Thoải mái lên chứ đúng không? Mà tại sao trong cái khoảng thời gian đó mình không gặp bạn hay sao mà mình không có một cái mối quan hệ để tìm hiểu? Tại vì da nó cũng hơi ngâm á, nó cũng ngại. Làm công ty là dạ, đàn ông thôi. Dạ, không có một bóng hồng luôn ha anh? Không, không có. Vậy không có lập lờ luôn hả? Có mà dạ, người dạ, lớn tuổi hết trơn rồi. À vậy là không có thích lớn tuổi đúng không? Ở đây lớn tuổi nè. Mình lớn có 2-3 tuổi đâu có sao. À vậy đó, không sao, không sao mình. À, anh cảm về em như thế nào? Thì lần đầu tiên thì cũng tiếp xúc với phụ nữ, thấy em cũng dễ thương, linh hoạt. À, cũng chia sẻ với mọi người, đến hiện tại bây giờ em sinh hoạt trong môi trường đoàn đội nên bản thân em có một cái sự dạn dĩ. Cái hoàn cảnh gia đình em không phải như những gì mà em tươi cười như vậy. Nhưng mà em cảm thấy là mình là một người sống lạc quan. Em yêu đời, yêu người nên lúc nào em cũng tươi trẻ hết. Đúng không ạ? Anh cho anh vỗ tay. Vỗ tay à. Anh có thể chia sẻ cảm nhận của anh lúc này là như thế nào? Thì bây giờ em nói đi thì anh cảm nhận như sao vậy? Nói chung là bù qua đắp lại cũng được rồi. Thật sự ra khi mà em cảm thấy anh rơi nước mắt như vậy, bản thân em đồng cảm nhiều lắm. Anh thì nghĩ bản thân anh như thế nào? Bên là do em chứ sao giờ anh thì anh thường á thì em thích người đàn ông mạnh mẽ, luôn cả cái sự chủ động luôn. Nửa về bên kia làm dạ, chồng mà đây vợ quá. Bây giờ em đặt vấn đề luôn. Bây giờ theo em thì anh sẽ làm gì? Nói hỏi đi. Giờ em thì em kinh doanh buôn bán, rồi anh phụ gì được thì anh phụ nha. Được không? Ví dụ như anh có cái tài lẻ nào ngoài cái công việc hiện tại của anh đang làm việc không? Ví dụ như em đang live stream đi, em gửi em nhờ anh vô online live được không? Chắc học quá. Chắc phải học. Học chứ, cái vậy là phải học. Từ từ, phải có thời gian trao đổi, tìm cô hiểu. Vừa là bạn, vừa có thể là gọi là hướng dẫn em buôn bán kinh doanh, mà anh nghĩ rằng là anh này rất là chịu khó. Dạ. Chịu khó lắm đó. Em cần cái bờ vai cho em nương tựa. Mình mạnh mẽ quá, nhưng mà mình là phái nữ mà đôi lúc mình rất là yếu lòng. Dạ em phải mạnh mẽ lên và ngồi thẳng thớm lên, hoặc là đứng dậy tới nắm tay hát cô gái này. Hát bài đâu biết hát không? Dạ. Nào đứng lên đi tới đi lui thì cái chứ giờ nó không biết để tay đâu luôn mà. Rồi, thoải mái đi. Mà buồn lắm, nhạc nhạc buồn mà. Kể nó buồn mà chơi luôn đây. Trời. Rồi em ngồi đâu? À, thì em cứ đứng đi, anh ngồi đi luôn đó. Dạ. Rồi bắt đầu. Rồi em hát nha. Rồi bây giờ là cầm món quà lại đi. Ừ đó đúng rồi, cho thoải mái luôn. Anh nghèo nên chẳng nhận kim cương, tặng em theo sinh lễ tơ hồng. Thì đây anh đang nhắn cỏ, tặng em coi như bó ngỏ lòng. Anh chắc em đã biết. Rồi 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 đó. Dạ cảm ơn bài hát của anh. Mỗi lần mà bạn em buồn em hát bài này, bảo đảm bạn mang vui vậy thôi. Quan trọng trái tim có rung động hay không thôi. Tất cả bỏ qua một bên, cái gì rồi chúng ta không thể làm được. Nhưng nếu con tim không rung động thì chúng ta không thể nào cãi lên nó được cả. Một, hai, ba. Hết thời gian. Hết thời gian. Xin mời hai bạn. Lý do sao bấm vậy em? Em có bấm mà chắc nút không ăn hay sao? Còn em gái? Dạ em rất là thích bạn này, cũng như là rất là trân trọng khoảng đường xa xôi bạn đến đây. Rất là cảm với bạn rất là nhiều chuyện, cũng như là về cuộc sống của bạn. Về tính cách của bạn rất là hiền, mà em nghĩ em năng động quá, có vẻ là em sẽ không hợp với bạn. Rồi thôi, hy vọng là hai bạn sẽ sớm tìm được một nửa yêu thương của mình. Vui lên dễ ơi, cười tươi lên. Cuộc sống nó còn rất là điều tốt đẹp đang chờ đón mình ở phía trước nha. Rồi gửi tặng các bạn mỗi người một chiếc gối của nệm cao su Đồng Phú thuộc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam. Thật tiếc vì các bạn chưa may mắn nhận được một suất chụp hình cưới trọn gói đến từ hệ thống cửa hàng ngày cưới Allen.